Xin chào các em, hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập dấu của nhị thức bậc nhất và dấu của tam thức bậc hai. Phần nội dung của bài gồm có 3 nội dung lớn. Thứ nhất, dấu của nhị thức bậc nhất. Thứ hai, dấu của tam thức bậc hai. Và thứ ba là áp dụng vào giải bài tập. Trước tiên, cô nhắc lại dấu của nhị thức bậc nhất. Fx bằng ax cộng b, trong đó a khác không. Quy tắc xét dấu của nhị thức bậc nhất là phải cùng trái khác. Bên phải, fx cùng dấu với a. Bên trái, fx trái dấu với a. Quy tắc xét dấu của tam thức bậc 2, fx bằng ax bình cộng bx cộng c với a khác 0. Sẽ có 3 trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, delta bé hơn 0 thì fx luôn cùng dấu với a với mọi x. Trường hợp thứ hai, delta bằng 0, fx luôn cùng dấu với a trừ khi x bằng trừ b trên 2a. Tại vì giá tại trừ b trên 2a thì fx bằng 0. Như vậy, trong hai trường hợp đầu tiên, delta bé hơn 0 và delta bằng 0 thì fx luôn cùng dấu với a. Sang trường hợp thứ ba, delta lớn hơn 0. Fx bằng 0 có hai nghiệm phân biệt x1 x2 thì quy tắc xét dấu sẽ là ngoài cùng trong khác. Bên ngoài fx cùng dấu với hệ số a, bên trong fx trái dấu với a. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy tắc xét dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc 2 để giải các bài tập sau. Bài 1, giải bất phương trình trừ 3x bình cộng 3x trừ 1 nhân với 2x trừ 4 trên x bình cộng 3x lớn hơn 0. Bước đầu tiên, em đặt cho vế trái bằng fx. Sau đó, giải các phương trình sau. Trừ 3x bình cộng 3x trừ 1 bằng 0. Phương trình này vô nghiệm. 2x trừ 4 bằng 0 thì tương đương x bằng 2. X bình cộng 3x bằng 0 tương đương x bằng trừ 3 và x bằng 0. Áp dụng quy tắc xét dấu để lập bảng xét dấu sau. Dòng đầu tiên là giá trị của x. X sẽ ghi theo thứ tự từ bé đến lớn. Vậy dòng đầu tiên chúng ta ghi âm vô cùng trước. Sau đó đến trừ 3, 0, 2 và cuối cùng là dương vô cùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi xét dấu của tam thức trừ 3x bình cộng 3x trừ 1. Tam thức này bằng 0 vô nghiệm. Có nghĩa là delta bé hơn 0. Mà khi delta bé hơn 0 thì fx sẽ cùng dấu với a. Hệ số a bằng âm 3 mang dấu âm. Do đó tam thức sẽ mang dấu âm với mọi x. Nhị thức bậc nhất 2x trừ 4 bằng 0 khi x bằng 2. Áp dụng quy tắc phải cùng trái khác, bên phải cùng dấu với hệ số a, bên phải mang dấu dương. Bên trái trái dấu với a thì bên trái sẽ mang dấu âm. Tam thức x bình cộng 3x bằng 0 khi x bằng 3 bằng âm 3 và bằng 0. Áp dụng quy tắc ngoài cùng trong khác. Bên ngoài cùng dấu với hệ số a, a mang dấu dương. A chính là số nhân với x bình nhé các em. Trong trường hợp này a bằng 1 mang dấu dương thì bên ngoài cũng mang dấu dương. Bên trong khác dấu với a thì bên trong sẽ mang dấu âm. Và cuối cùng là các em đi xét dấu của fx. Fx sẽ bằng 0 khi x bằng 2.
Và để cho fx có nghĩa thì x phải khác 0 và khác âm 3. Cho nên tại âm 3 và số 0, các em ghi dấu hai gạch. Bây giờ chúng ta sẽ xét dấu của fx theo từng cột. Cột thứ nhất, âm nhân âm thành dương, nhân với dương thành dương. Vậy cột thứ nhất fx mang dấu dương. Cột thứ hai, âm nhân với âm là dương, nhân với âm tiếp. Vậy sẽ thành âm. Cột thứ ba, âm nhân âm bằng dương, dương nhân dương thành dương. Cột thứ tư, âm nhân dương là âm, nhân tiếp với dương. Vậy âm nhân dương vẫn là âm. Đề bài yêu cầu tìm x để fx lớn hơn 0. Dựa vào bảng xét dấu, ta nhận thấy có hai khoảng để fx dương. Khoảng thứ nhất là x thuộc từ âm vô cùng đến âm 3, hợp với khoảng thứ hai, x thuộc từ 0 đến 2. Như vậy, bất phương trình có tập nghiệm là S bằng âm vô cùng đến âm 3 hợp với 0 đến 2. Bài số 2, giải bất phương trình 1 trên x bình trừ 4 bé hơn 3 trên 3x bình cộng x trừ 4. Các em không thể để nguyên bất phương trình như thế này mà bảng xét dấu được. Em phải biến đổi để đưa về dạng bất phương trình tích hoặc thương giống như bài số 1 thì mới lập được bảng xét dấu. Vậy bước đầu tiên, chúng ta chuyển từ vế phải sang bên trái. Khi đổi vế thì các em nhớ đổi dấu, rồi quy đồng rút gọn. Ta được biểu thức cuối cùng là x cộng 8 trên x bình trừ 4 nhân với 3x bình cộng x trừ 4 bé hơn 0. Bất phương trình của bài số 2 đã trở về dạng bất phương trình thương. Đến lúc này, các em mới có thể lập được bảng xét dấu. Đặt cho vế trái của biểu thức là fx. Ta có phương trình x cộng 8 bằng 0 có nghiệm x bằng trừ 8. Phương trình x bình trừ 4 bằng 0 có nghiệm x bằng trừ 2, x bằng 2. Phương trình 3x bình cộng x trừ 4 bằng 0 có nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 4 phần 3. Áp dụng quy tắc xét dấu của nhị thức bậc nhất và tam thức bậc 2 để lập bảng xét dấu. X luôn luôn sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. Nếu như mà các em sắp xếp x bị sai thứ tự là toàn bộ bảng xét dấu sẽ bị sai. Kết luận cũng sai luôn. X cộng 8 bằng 0 khi x bằng trừ 8. Đây là nhị thức bậc nhất. Ta áp dụng quy tắc phải cùng trái khác, bên phải cùng dấu với hệ số A. Hệ số A nhân với x mang dấu dương, vậy bên phải mang dấu dương, bên trái khác thì bên trái sẽ mang dấu âm. Tam thức bậc 2, x bình trừ 4 bằng 0 có nghiệm x bằng trừ 2 và x bằng 2, có nghĩa là có delta lớn hơn 0, thì ta lại áp dụng quy tắc là ngoài cùng trong khác. Bên ngoài sẽ cùng dấu với hệ số A. A bằng dương 1, vậy bên ngoài mang dấu dương. Còn bên trong trái dấu với A, bên trong mang dấu âm. Tam thức 3x bình cộng x
trừ 4 bằng 0 có hai nghiệm x bằng 1 và x bằng trừ 4 phần 3. Chúng ta cũng áp dụng quy tắc ngoài cùng trong khác để xét dấu cho tam thức. Cuối cùng, em đi xét dấu của fx. Fx bằng 0 khi x bằng trừ 8, còn lại các giá trị khác thì x phải khác các giá trị còn lại, lúc đó fx mới có nghĩa. Cột thứ nhất, âm nhân dương nhân dương. Đấy, cột thứ nhất fx mang dấu âm. Cột thứ hai, em nhân dấu lại với nhau, ta được fx mang dấu dương. Cột thứ ba, dương nhân âm nhân dương bằng âm. Cột thứ tư, dương nhân âm nhân âm, âm với âm đây thành dương và dương đây là dương. Tương tự cột thứ năm, fx mang dấu âm. Cột thứ sáu, nhân lại nhân ba anh này lại với nhau, fx mang dấu dương. Đề bài yêu cầu tìm x để cho fx bé hơn 0. Thì dựa vào bảng xét dấu, ta thấy là có 3 khoảng để fx bé hơn 0. Từ đó suy ra tập niệm của bất phương trình là S sẽ bằng khoảng thứ nhất, âm vô cùng đến âm 8, hợp với khoảng thứ hai, âm 2 đến âm 4 phần 3, và hợp với khoảng thứ 3 là từ 1 đến 2. Bài số 3, giải bất phương trình 1 trên 1 trừ x lớn hơn bằng 1 trên 2 trừ x cộng với 1 trên 2 cộng x. Bài số 3 giống bài số 2, bước đầu tiên là các em cũng cần phải đi quy đồng rút gọn để bất phương trình trở thành bất phương trình tích. Bước đầu tiên là các em chuyển vế đổi dấu này. Bước thứ hai là quy đồng mẫu chung, lấy mẫu của ba anh nhân lại với nhau. Từ số này, phân số thứ nhất. Khi quy đồng phân số thứ nhất thì em lấy 1 nhân với 2 trừ x nhân 2 cộng x. Tương tự phân số thứ hai, quy đồng thì chúng ta lấy 1 nhân với 1 trừ x nhân 2 cộng x. Phân số thứ ba sẽ là 1 nhân với 1 trừ x nhân 2 trừ x. Sau đó, thực hiện phép nhân đa thức với đa thức. Nhưng mà chú ý, phía trước các phép nhân là dấu trừ, thì em phải để biểu thức bên trong dấu ngoặc. Đấy, nhân xong, kết quả để bên trong dấu ngoặc. Sau đó, chúng ta mới mở ngoặc đổi dấu và rút gọn, thì kết quả cuối cùng sẽ bằng trừ x bình cộng 4x trên 1 trừ x nhân 2 trừ x nhân 2 cộng x lớn hơn bằng 0. Đặt toàn bộ vế trái là fx. Bây giờ các em đi lập bảng xét dấu cho fx. Đầu tiên, giải các phương trình trừ x bình cộng 4x bằng 0 tương đương x bằng 0 và 4. 1 trừ x bằng 0 thì tương đương x bằng 1. 2 trừ x bằng 0 tương đương x bằng 2. 2 cộng x bằng 0 tương đương x bằng trừ 2. Áp dụng quy tắc xét dấu để lập bảng xét dấu. Ghi theo thứ tự từ bé đến lớn.
Đầu tiên, cô xét dấu cho biểu thức x cộng 2, 2 cộng x trước. 2 cộng x bằng 0 khi x bằng trừ 2. Áp dụng quy tắc phải cùng trái khác. Bên phải cùng dấu với hệ số A. A là hệ số nhân với x, A bằng 1. Mang dấu dương, vậy phải mang dấu dương. Bên trái khác, bên trái mang dấu âm. Trừ x bình cộng 4x bằng 0 khi x bằng 0 và bằng 4. Tam thức bậc 2 có hai nghiệm phân biệt. Áp dụng quy tắc xét dấu ngoài cùng trong khác. Bên ngoài cùng dấu với hệ số A chính là hệ số nhân với x bình. Bên trong trái dấu với A. Do đó, bên ngoài cùng dấu thì bên ngoài mang dấu âm. Bên trong trái dấu, vậy bên trong mang dấu dương. 1 trừ x bằng 0 khi x bằng 1. Áp dụng quy tắc phải cùng trái khác. Bên phải cùng dấu với hệ số A, vậy bên phải mang dấu âm. Bên trái mang dấu dương. Tương tự, các em xét dấu cho 2 trừ x. Sau khi xét dấu của tất cả các nhị thức và tam thức đã xong, thì các em đi xét dấu của fx. Fx sẽ bằng 0. Fx này sẽ bằng 0 khi x bằng 0 và 4. Và x phải khác 1, khác 2, khác âm 2. Do đó, tại những cái giá trị này, các em phải ghi hai gạch. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tính dấu của fx theo từng cột một. Cột thứ nhất, âm, nhân dương, âm nhân với âm là thành dương này, nhân dương, vậy cột thứ nhất, fx mang dấu dương. Cột thứ hai, dương, nhưng lại nhân thêm âm nữa, vậy fx kết quả cuối cùng là mang dấu âm. Cột thứ ba, dương, đấy, fx mang dấu dương. Tương tự cột thứ tư, fx mang dấu âm. Cột thứ năm, fx mang dấu dương. Và cột thứ sáu, fx mang dấu âm. Từ bảng xét dấu này, thì chúng ta nhận thấy rằng có 3 khoảng để fx lớn bằng 0. Đây, 1 này, 2, 3. 3 khoảng này fx mang dấu dương. Do đó, bất phương trình sẽ có tập nghiệm là f bằng từ âm vô cùng tới âm 2. Khoảng thứ nhất hợp với khoảng thứ hai là từ 0 cho đến 1. Và khoảng thứ ba từ 2 đến 4. Trong ba khoảng này thì fx đều mang dấu dương. Nhưng em chú ý này, đề bài người ta bảo là fx lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy fx sẽ nhận cả giá trị bằng 0. Mà fx bằng 0 khi x bằng 0 và 4. Do đó, hai giá trị 0 và 4 là nhận vì thỏa mãn yêu cầu bài toán. Hai đầu mút này nhận, thì các em nhớ để dấu ngoặc vuông. Để ngoặc vuông tức là nhận cả x bằng 0 và x bằng 4. Bài số 4. Giải bất phương trình trị tuyệt đối của 2x trừ 1 trên x cộng 3 bé hơn 2.
Bây giờ các em nhận xét hai vế của bất phương trình này. Vế phải bằng 2, mang dấu dương. Còn vế trái, toàn bộ vế trái là nằm trong dấu trị tuyệt đối thì cũng mang dấu dương. Hay nói cách khác là cả hai vế của bất phương trình là dương. Do đó, khi các em bình phương hai vế của bất đẳng thức thì sẽ không làm đổi chiều bất đẳng thức. Mục đích cô bình phương hai vế để mất dấu giá trị tuyệt đối. Trở về bất phương trình bậc 2 thông thường. Sau khi bình phương xong, em áp dụng 7 hằng đẳng thức đáng nhớ để khai triển hằng đẳng thức 2x trừ 1 tất cả bình sẽ bằng 4x bình trừ 4x cộng 1. X cộng 3 tất cả bình sẽ bằng x bình cộng 6x cộng 9. Còn vế bên phải 2 bình phương lên thì bằng 4. Rồi. Đến đây, bài số 4 lại giống bài 2 và bài 3. Các em đi quy đồng rồi rút gọn thì sẽ được biểu thức cuối cùng là là tương đương với trừ 28x trừ 35 trên x bình cộng 6x cộng 9 bé hơn 0. Đặt vế trái bằng fx. Ta lập bảng xét dấu cho fx. Đầu tiên ta có phương trình x bình cộng 6x cộng 9 bằng 0 tương đương x bằng trừ 3. Trừ 28x trừ 35 bằng 0 tương đương x bằng trừ 5/4. Áp dụng quy tắc xét dấu để lập bảng xét dấu sau. X ghi theo thứ tự từ bé đến lớn. Trừ 28x trừ 35 bằng 0 khi x bằng trừ 5/4. Áp dụng quy tắc phải cùng trái khác bởi vì đây là nhị thức bậc nhất. Phải cùng, bên phải cùng dấu với A, bên phải mang dấu âm. Bên trái khác dấu với A thì bên trái sẽ mang dấu dương. Tam thức x bình cộng 6x cộng 9 bằng 0 có một nghiệm duy nhất, có nghĩa là delta sẽ bằng 0. Mà khi delta bằng 0 thì biểu thức sẽ cùng dấu với hệ số A. Em chú ý ở đây là x mũ 2. Do đó, khi có một nghiệm thì sẽ là cùng dấu với A nha. Hãy nhớ đấy. A mang dấu dương. Do đó, toàn bộ tam thức cũng sẽ mang dấu dương. Cuối cùng, ta đi xét dấu của fx. Fx bằng 0 khi x bằng trừ 5/4. Và x, để cho fx có nghĩa thì x phải khác trừ 3. Cột thứ nhất, nhân lại, fx mang dấu dương. Cột thứ hai, nhân lại, fx cũng mang dấu dương. Cột thứ ba, nhân lại, âm nhân dương thì bằng âm. Đề bài yêu cầu tìm x để cho fx bé hơn 0. Dựa vào bảng xét dấu, ta thấy chỉ có một khoảng duy nhất để fx bé hơn 0. Đó là x thuộc từ trừ 5/4 cho tới dương vô cùng. Vậy tập nghiệm của bất phương trình sẽ là s bằng trừ 5/4 đến dương vô cùng. Bài học ngày hôm nay, các em cần phải nắm được cách lập bảng xét dấu của một biểu thức. Thứ hai là các em biết cách quy đồng rút gọn giải bất phương trình. Bài học đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.